Alo, chào chị và các bạn. Thì sau đây em xin đại diện nhóm 6 cùng với mấy bạn khác trong nhóm sẽ trình bày về chuyên đề biên mực thừa trong thai kỳ. Thì đây là danh sách thành viên của nhóm. Đầu tiên là về đại cương, thì cái viêm ruột thừa cấp là cái vấn đề ngoại khoa phổ biến nhất thường gặp trong thai kỳ. Viêm ruột thừa cấp thì được nghi ngờ 1/600, cái tỷ lệ là 1/600 đến 1/1000 ở các thai phụ, và được xác nhận là được chẩn đoán là cái tỷ lệ là 1/800 đến 1/1500 trường hợp mang thai. Tỷ lệ viêm ruột thừa trong cái tam cá nguyệt hai thì nó cao hơn một chút so với tam cá nguyệt thứ nhất và thứ ba. Việc chẩn đoán đặc biệt là khó khăn trong thời kỳ mang thai. Một trong những nguyên nhân làm tăng cái tỷ lệ tử vong và biến chứng cho mẹ và thai nhi nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Vì thế trong cái chẩn đoán viêm thừa thì ta quan niệm là nên chẩn đoán lầm còn hơn bỏ sót. Về đầu tiên là nói về lâm sàng. Thì lâm sàng của viêm viêm thừa thì gồm những các triệu chứng là như là buồn nôn, nôn, chán ăn, tiểu nhiều lần, hay gặp nhưng dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của thai nghén ở tam cá nguyệt thứ nhất. Triệu chứng thứ hai là sốt, và thường là sốt lớn hơn 38 độ C. Thai phụ có vẻ mặt nhiễm trùng, có phản ứng dội ở 75% trường hợp và phản ứng thành bụng ở 60% trường hợp. Đau bụng thì hầu như trường hợp nào do nếu mà chẩn đoán viêm thừa thì cũng đều có triệu chứng là đau bụng. Theo nghiên cứu thì có tỷ lệ là 100%. Còn cái vị trí đau á, thì nó thay đổi tùy theo cái tam cá nguyệt của thai phụ. Theo nghiên cứu dưới đây á, thì cái tam cá nguyệt thứ nhất á, thì nó đau ở 1/4, dưới hố chỗ phải á, thì là 100%. Tam cá nguyệt thứ hai á, thì nó đau ở hố chỗ phải á, thì khoảng 85%, và tam cá nguyệt thứ ba thì nó chỉ chiếm 20%. Thì cái vị trí đau nó phân bố tùy theo cái tam cá nguyệt. Thì theo nghiên cứu của Nguyễn Bùi Nhật Quang á, thì trong cái tam cá nguyệt thứ nhất thì đau hố chỗ phải chiếm là chủ yếu, còn tam cá nguyệt hai á, thì nó có đau cái hông phải chiếm một tỷ lệ nhỏ và không có đau hạ sườn phải, còn tới cái tam cá nguyệt ba á, thì nó có đau ở dưới hạ sườn phải của thai phụ. Thì lý giải về lý do đó là do khi thai kỳ nó tiến triển thì cái vị trí ruột thừa nó sẽ di chuyển lên phía trên và sang bên, do đó thì cần phải theo dõi viêm ruột thừa cho tất cả các thai phụ nhập viện mà có triệu chứng là đau bụng ở vùng bên phải. Không nhất thiết là bắt buộc phải đau ở vùng hố chỗ phải. Đây là cái hình ảnh minh họa cho thấy cái vị trí của ruột thừa nó thay đổi so với cái tuổi thai ở từng tam cá nguyệt. Thì ta thấy là thai mà mới mang thai hoặc là 3 tháng đầu đó, thì nó là ở vùng hố chỗ phải, ruột thừa nó ở hố chỗ phải. Còn khi mà thai lớn thì nó sẽ đẩy ruột thừa lên trên, đẩy ruột thừa lên trên. Vị trí ta thấy ở khoảng tháng thứ 8, tháng 9 là đi nó ở nằm ở đây trên vùng hạ sườn phải rồi. Thì trong lâm sàng thì có nhiều cái thang điểm để đánh giá, để ta biết cái hướng xử trí, giúp cho bác sĩ có cái hướng xử trí kịp thời. Thì có nhiều bảng điểm, nhưng mà đây mình lấy cái bảng điểm của Avraro. Thì cái bảng điểm này mình thấy nó thông dụng nhất. Ở đây có cái 8 cái đặc tính thì được phân bổ điểm theo những đặc tính này. Thì đầu tiên là đặc tính thứ nhất là đau di chuyển. Thứ hai là có triệu chứng chán ăn, thứ ba là có triệu chứng buồn nôn nôn, bốn là triệu chứng ấn đau vùng bụng dưới phải, có phản ứng dội, sốt, bạch cầu tăng và có phản ứng bạch cầu chuyển trái. Thì cái điểm này á, nếu mà tổng điểm mà nó từ 9 tới 10 điểm á, thì nó là đánh giá là nguy cơ rất cao, rất nhiều là nguy cơ rất cao bị viêm ruột thừa. 7-8 điểm thì nó chỉ là có lẽ nghĩ tới, và 5-6 điểm là không chắc, còn dưới 4 điểm thì hầu như ta có thể loại trừ viêm thừa luôn. Về các cận lâm sàng để giúp chẩn đoán thì đầu tiên ta có công thức máu.
thì bạch cầu nó thường nó sẽ tăng từ 12 5 ngàn tới 16 ngàn, và tăng bạch cầu đa nhân trung tính là chiếm 80%. Còn CRB á, cái CRB thì chỉ có 68% trường hợp là tăng trên 10 mg trên decilit. Còn nhưng mà đối với những trường hợp mà viêm thừa đã vỡ rồi á, thì hầu như là CRB nó sẽ làm cho CRB tăng và trung bình của nó là 55 mg trên decilit. Ngoài ra còn có cận lâm sàng là tổng phân tích nước tiểu là cũng giúp chẩn đoán. Về hình ảnh học á, thì cái hình ảnh học mà tối ưu và cái đầu tay cho bác sĩ để chẩn đoán viêm ruột thừa là cái siêu âm. Thì cái siêu âm thì nó có giá trị ở viêm ruột thừa, cái thể mưng mủ vì ruột thừa phù nề kích thước lớn hơn, và đường kính trước sau là lớn hơn 6 mm. Có tài liệu mình đọc đó thì nó là 7 mm, dày thành ruột thừa, dịch quanh ruột thừa, có dấu hiệu ngón tay chỉ và dấu hình bia. Độ nhạy của siêu âm là chiếm 85% và độ đặc hiệu là trên 90%. Ngoài cái siêu âm ra thì ta còn có cái MRI và cái CT CT bụng, cũng giúp chẩn đoán và có tỷ lệ độ nhạy và độ đặc hiệu cũng cao. Tuy nhiên cái CT á, thì nó còn có nhiều cái tranh cãi, thì có nên chụp CT ở bụng ở người phụ nữ mang thai hay không, tại vì nó có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Thì đây là cái hình ảnh bên trái á. Mấy bạn thấy hình ảnh ở phía trên, hai hình ảnh ở phía trên ở bên trái là hình ảnh ruột thừa bình thường. Hình ảnh thứ hai đó là cái hình ảnh có dấu ngón tay. Thì dấu ngón tay ở đây là cái hình ảnh ruột thừa bình thường á, thì trên siêu âm á, thì mình phải biết cái hình ảnh bình thường. Hình ảnh bình thường thì mình tìm hiểu được đó là thông thường là đường kính của nó sẽ nhỏ hơn 7 mm, cái thành thành đều, và nó phân biệt rõ các lớp với nhau. Các cái lớp của ruột thừa như là thanh mạc này, dưới thanh mạc hay lớp niêm mạc đó là mình phân biệt rõ được. Thứ ba nữa là nó không có thâm nhiễm mỡ xung quanh ruột thừa nó không có thâm nhiễm mỡ. Nó bị đè ép một phần nhưng mà không có xẹp hoàn toàn như là cái ruột non. Và nó trên siêu âm thì hoàn toàn không có thấy nhu động ruột, và có một đầu tập đầu tịch một đầu tập đầu tịch thì nó mô tả như người ta mô tả như cái đầu ngón tay của mình, cái hình ảnh ngón tay ấy, là có một đầu tập. Thì đó là cái ruột thừa bình thường. Thì khi mà có những cái dấu hiệu bất thường ngược lại với những dấu hiệu trên mình đọc trên đó, thì nó là nghi ngờ đó là viêm ruột thừa, như là thành dày căng lên. Hoặc là cái này là nhìn xung quanh đó, xung quanh cái ruột thừa thì mình thấy có cái hiện tượng là thâm nhiễm mỡ. Thâm nhiễm mỡ ở đây có nghĩa là lượng mỡ nó dày và nó nó dày lên. Đây còn hình ở đây, hình ảnh đây thì mình thấy cái ruột thừa của nó là nó căng, nó phồng lên, nó căng phồng, kích thước nó lớn tới 17,8 mm, đo được trên siêu âm. Hình ảnh này cũng vậy nha. Rồi tiếp theo mình xin mời bạn Thư sẽ trình bày về phần ảnh hưởng của viêm ruột thừa lên thai kỳ. Em là sĩ, em trình bày cái phần ảnh hưởng của viêm ruột thừa lên thai kỳ. Thì người ta thấy trong một cái nghiên cứu trên 3.133 sản phụ nhập viện ở California thì phẫu thuật do viêm ruột thừa thì cho kết quả là thai lưu là 23% theo em Siguri và cộng sự năm 2007. Thì một nghiên cứu khác từ Đài Loan thì là trên 908 sản phụ thì cho kết quả tỷ lệ nguy cơ sinh non và nhẹ cân thì gấp 1,5 đến 2 lần theo quay và cộng sự năm 2012. Người ta thấy tỷ lệ sảy thai và thai chích lưu trong viêm ruột thừa có biến chứng là viêm ruột vỡ nó sẽ cao hơn với trường hợp của viêm thừa chưa vỡ, lần lượt là 22,2% so với 6,25% và 24,1% so với 7,8% theo ALA, Masood và cộng sự nghiên cứu tuyến cứu trên 118 sản phụ viêm ruột thừa ở Ai Cập năm 2016.
Thì theo Vichup và Cộng sự 1998, người ta thấy là viêm ruột thừa thai kỳ nó không liên quan đến vô sinh sau này của sản phụ. Nghiên cứu khác hồi cứu trên 78 bệnh nhân mang thai được chẩn đoán viêm ruột thừa trong tổng 606 phụ nữ bị viêm ruột thừa ở bệnh viện Sakarya từ tháng 5 2014 đến tháng 5 2019. Các sản phụ này vô đa số là lần mang thai thứ nhất và thứ hai, và số lượng thai là đơn thai và thời gian nhập viện thường là trong một ngày, thì cho cái kết quả là Sơn ơi, quay slide. Thì kết quả cái hình cái bạn bên 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 trái á, thì mình thấy là cái gì, là cái tỷ lệ sinh non mà trung bình sau khi cái tuần mà sinh non trung bình sau khi cái tuần cắt ruột thừa là từ 10 tuần cộng trừ 5. Nghĩa là sao, là giống như là mình cắt ở tuần thứ 10 đến 14 này thì người ta sẽ sinh non thường là ở tuần thứ 28, hay là cắt ruột thừa ở tuần thứ 28 thì sinh non tuần 30, mà cái mức trung bình là từ 10 tuần và cộng trừ 5. Và người ta thấy là sảy thai và thì là xảy ra chủ yếu ở tam cứ nguyệt 1 và tam cứ nguyệt 2. Rồi Sơn. Ơi, quay lại cái slide chút. Thì trong một cái nghiên cứu này luôn thì người ta nói rằng là sinh non và sảy thai tỷ lệ là 19,5% ở nhóm phẫu thuật mà cắt ruột thừa mổ mở và 16,2% ở nhóm cắt ruột thừa nội soi. Giờ hiện nay thì đa số mọi người cũng là cái cắt cái ruột thừa nội soi. Và để giải thích cho cái việc mà tại sao sinh non trong cái viêm ruột thừa này á, thì cái tác giả người ta nói rằng đây là một cái stress của mẹ và nó kích thích làm tăng tiết ra các hormone steroid để làm tăng cái hàm lượng tác động lên cái màng màng đệm để tăng tiết prostaglandin, thì làm cổ tử cung nó mở và tạo cơn gò, và đồng thời một cái hiện tượng viêm nó tạo ra các cytokine cũng tác dụng lên cái màng đệm để làm tăng tiết prostaglandin, gây ra tình trạng sinh non và nguy cơ sảy thai. Tiếp theo là ảnh hưởng của thai kỳ lên viêm ruột thừa chỉ tầm. Xin chào chị và các bạn, tên là Tâm, xin được tiếp tục phần trình bày của nhóm về ảnh hưởng của thai kỳ lên viêm ruột thừa. Thì đầu tiên anh xin nhắc lại về cái ảnh hưởng của thai kỳ đối với cái vị trí giải phẫu của ruột thừa. Thì khi tử cung nó lớn dần lên thì nó sẽ đẩy ruột thừa theo hướng lên trên và ra ngoài. Ở tuần thứ 12 thì vị trí của nó sẽ ngang điểm mắt bụt ni, ở tuần thứ 24 thì sẽ ngang màu chậu, và ở tuần thứ 36 là sẽ ở 1 phần tư bụng trên phải. Do vị trí giải phẫu như vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái cảm giác đau của sản phụ. Ngoài ra thì khi tử cung lớn thì nó sẽ căng giãn các dây chằng và cấu trúc nâng đỡ, nó làm thay đổi áp lực trong khoang bụng và vị trí giải phẫu trong thành bụng, từ đó sẽ ngăn chặn kích thích thành bụng từ các cơ quan viêm, là sẽ làm giảm tiếp nhận cảm giác đau bản thể và khu trú cái vị trí đau cho bệnh nhân. Ngoài ra như ta biết thì cái mạch nối lớn là cái được coi như là cái cảnh sát ở trong bụng, là bởi vì khi có một cơ quan nào bị viêm hay là nhiễm trùng thì nó sẽ tới khu trú lại chỗ vị trí đó để ngăn chặn nhiễm trùng, mà khi tử cung lớn dần ra thì nó sẽ ngăn chặn cái việc này, cho đó sẽ ngăn chặn việc giới hạn nhiễm trùng. Tiếp tiếp đi anh Sơn. Thứ hai là ảnh hưởng của viêm ruột thừa tới ảnh hưởng của thai kỳ tới chẩn đoán viêm ruột thừa. Thì cái cảm giác buồn nôn, nôn và chán ăn là cái cảm giác thường gặp trong 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 thai kỳ, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ nhất, do đó thường dẫn đến chẩn đoán trễ. Thứ hai là như mình đã giải thích thì cảm giác đau và cái đề kháng bụng thay đổi. Thì theo cái nghiên cứu mà theo cái hồi nãy mình trình bày thì cái phản ứng dội thì thường chỉ có trong 75% trường hợp, và đề kháng thành bụng thì chỉ có 60% trường hợp. Triệu chứng phúc mạc thì thường là không có, còn cái bạch cầu tăng thì là thường là điều bình thường trong thai kỳ.
ở những phụ nữ mà không mang thai mà khi bị viêm ruột thừa thì đa số là công thức máu bạch cầu tăng trên 10.000 và nitro chiếm ưu thế rồi, nhưng mà trong khi đó trong bạch cầu có thể tăng tới khoảng 16,9.000 trên microlit, có thể là điều bình thường ở trong phụ nữ có thai, và trong suốt chuyển dạ thì bạch cầu có thể lên tới 29.000, do đó cái sự tăng bạch cầu này là chỉ điểm không đáng tin cậy trong viêm ruột thừa. Bởi những cái lý do trên thì chúng ta dễ nhầm lẫn chẩn đoán viêm ruột thừa với các chẩn đoán khác như là viêm túi mật cấp, chuyển dạ hay là viêm viêm đại bế thận cấp, cơn đau quặn thận, vân vân. Ảnh hưởng của thai kỳ tới bệnh sức và tử sức của ruột thừa thì đối với bệnh sức của tử sức bệnh sức và tử sức sau khi cắt ruột thừa ở phụ nữ mang thai thường là thấp và tương đương với phụ nữ không mang thai. Và nhiều báo cáo cho thấy thì bệnh xuất và tử xuất tăng cùng với sự tăng tuổi thai, có nghĩa là tuổi thai càng lớn thì tỷ lệ cái bệnh xuất và tử xuất thì nó càng cao, và cái tỷ lệ mà thủng ruột thừa thì ở những thai kỳ lớn tuổi thì nó cũng thường cao hơn đối với những thai kỳ nhỏ tuổi. Phần trình bày của mình xin hết ạ, xin mời bạn tiếp theo. Hello, chào chị và các bạn. Em là Thư, em sẽ trình bày tiếp phần quản lý viêm ruột thừa trên thai kỳ. Thì theo cái sơ đồ này, thì nếu mà bệnh nhân vào có đau hố chậu phải thì mình sẽ siêu âm để mình sẽ siêu âm. Nếu mà trên siêu âm chẩn đoán có các dấu hiệu để chẩn đoán cho viêm ruột thừa thì mình sẽ điều trị phẫu thuật. Còn nếu mà nghi ngờ hoặc là trên siêu âm không có thấy dấu hiệu của viêm ruột thừa thì mình xem xét đến là có khả năng làm MRI hay không. Nếu mà có thì mình thực hiện làm MRI. Nếu mà trên MRI dương tính với ruột thừa thì mình sẽ điều trị phẫu thuật. Còn nếu mà âm tính thì mình sẽ điều trị mong đợi. Còn nếu cái trường hợp mà không có khả năng làm MRI thì mình sẽ xem xét đến làm CT. Nếu mà làm CT dương tính thì mình cũng đi điều trị phẫu thuật, còn nếu mà âm tính thì mình điều trị mong đợi. Về điều trị viêm ruột thừa trên thai kỳ thì điều trị ngoại khoa là bắt buộc. Quyết định tiến hành phẫu thuật cần dựa trên bệnh sử khám lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh học. Trì hoãn can thiệp hơn 24 giờ làm tăng nguy cơ thủng xảy ra ở 14 đến 43% các trường hợp. Trong trường hợp chuyển dạ hoạt động thì phẫu thuật nên được trì hoãn và thực hiện ngay sau khi sinh. Cần cho kháng sinh trước phẫu thuật ít khi được chỉ định mổ lấy thai tại thời điểm cắt ruột thừa, và hậu phẫu cần theo dõi chuyển dạ xanh có thể diễn ra trong vòng 24 giờ đầu. Thì theo TCOP 20 theo TLG 2015, dựa trên các khuyến cáo của RCOP thì họ viết rằng tỷ lệ bệnh xuất của bà mẹ và thai nhi tăng đột ngột và có liên quan trực tiếp đến mức độ nghiêm trọng của bệnh viêm ruột của viêm ruột thừa. Thì tỷ lệ mất thai trong viêm ruột thừa đơn thuần là 1,5%, trong viêm phúc mạc là 6% và nếu có thủng ruột thừa là 36%. Thủng ruột thừa bị thì có thể làm lan tràn mủ và phân sang các khoang trong ổ bụng, thì điều này làm gây nên nhiễm trùng huyết nặng và bệnh nhân và làm nặng thêm tình trạng của bệnh nhân. Ngoài cái nguy cơ mất thai và thì ruột thừa thủng còn làm tăng nguy cơ sinh non và những là và cái tăng cái nguy cơ dính vùng chậu và gây vô sinh. Với những cái rủi ro không đáng có, nếu ruột thừa bị thủng thì một chỉ định một một nếu mà có nghi ngờ viêm ruột thừa thì mình nên phẫu thuật điều trị sớm để tránh chậm trễ trong xử trí. Tỷ lệ mở bụng âm tính cao thì có thể chấp nhận được, và có đến 35% ca mổ âm tính. Thì cái điều này có thể làm giảm bằng cách chụp hình ảnh trước phẫu thuật, và nếu
phẫu thuật cho thấy hình ảnh ruột thừa mà bình thường thì cũng được khuyến cáo là nên cắt bỏ. Do cái việc cắt bỏ này thì nó tránh được cái việc can thiệp trong tương lai và cái nguy cơ cho cái phẫu thuật thì nó cũng thấp. Thì lựa chọn phương pháp phẫu thuật dựa trên tình trạng lâm sàng và sở thích của bệnh và sở thích của bệnh nhân, tuổi thai và trình độ kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật. Có hai phương pháp phẫu thuật là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mổ hở. Thì cái kết cục tương tự giữa hai phương pháp về cái thời gian phẫu thuật, cân nặng khi sinh, tỷ lệ sinh non và tỷ lệ sinh mổ. Về cái phương pháp phẫu thuật mổ hở thì có ưu điểm là nó giảm nguy cơ sảy thai so với mổ nội soi. Thì có hai cái đường cắt là một đường cắt rạch ngang được thực hiện tại điểm mắc buộc nay hoặc là tại điểm đau tối đa. Đường cắt thứ hai là đường cắt ở đường giữa dưới. Em xin slide tiếp theo anh xem. Về cái đường cắt tại điểm mắc buộc nay hay là gọi là đường cắt tách cơ thì nó có thể được thực hiện ở bất kỳ tuổi thai nào. Nó tiếp cận trực tiếp và ít lan sang những khu vực sạch. Tuy nhiên thì ở những thai kỳ ở những tháng sau của thai kỳ thì đường cắt có thể nằm trên điểm mắc buộc nay và hơn hơi sang bên vì sự di chuyển của ruột thừa tại 1/4 trên bụng phải. Để cho em xin slide tiếp theo. Về cái đường cắt đường cắt ở bụng dưới, ở đường giữa bụng dưới thì là nó có ưu điểm là khi nó được thực hiện khi mà chẩn đoán ít chắc chắn hơn thì cái một đường cắt dọc giữa ở đường dưới cho phép khảo sát vùng bụng đầy đủ để chẩn đoán và điều trị viêm ruột thừa hoặc có bệnh cảnh giống như viêm ruột thừa. Khi mà trường nó được áp dụng ở một trường hợp khác là khi có phẫu thuật ruột thừa thông qua các đường cắt khác như là có trường hợp dày dính. Nếu mà mổ lấy thai được thực hiện cùng một vết rạch nếu cần thiết. Còn về nhược điểm của phương pháp này là nó khó tiếp cận. Thứ hai là tử cung phải chịu nhiều áp lực và va chạm mới tiếp cận được đến ruột thừa. Thứ ba là tăng tỷ lệ thoát vị sau phẫu thuật trong các ca phẫu thuật được thực hiện với thai kỳ gần đủ tháng do áp lực trong ổ bụng tăng lên. Cho em xin slide tiếp theo. Về phẫu thuật nội soi, ưu điểm của phẫu thuật nội soi là không có thứ nhất là không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ biến chứng trong mổ sảy thai hoặc là sinh non giữa các tam cá nguyệt. Tuy nhiên thì em đọc trong William thì người ta nói rằng phẫu thuật nội soi sau 26 tuần thì nên được thực hiện bởi các bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm. Thứ hai, ưu điểm thứ hai là của phẫu thuật nội soi là nó quan sát tốt, ít va chạm tử cung và tăng khả năng xác định ruột thừa di lệch vị trí. Ưu điểm thứ ba là cái phẫu thuật nội soi cho vết mổ nhỏ, ít đau sau phẫu thuật và trở lại hoạt động bình thường sớm hơn. Ưu điểm thứ tư là tỷ lệ thoát vị thành bụng hoặc thoát vị trong quá trình chuyển dạ thấp hơn. Về phẫu thuật nhược điểm của phẫu thuật nội soi là nó tăng tỷ lệ sảy thai so với mổ hở và nó có cái biến chứng là tràn khí phúc mạc do đặt cho ca. Nó có ảnh hưởng của CO2 đối với thai nhi đang phát triển và nó có thể tăng tỷ lệ mất thai. Cho em xin slide tiếp theo. Về sử dụng kháng sinh thì kháng sinh trước phẫu thuật nên bao phủ gram âm và gram dương và vi khuẩn kỵ khí. Thì kháng sinh dự phòng nên được tiêm tĩnh mạch vào 30 đến 60 phút trước khi phẫu thuật, trừ khi có hoại tử thủng hoặc ép xe ruột thừa thì
Liệu pháp kháng sinh thường được ngưng sau khi phẫu thuật. Không có khuyến cáo điều trị viêm ruột thừa. Không có khuyến cáo chỉ điều trị kháng sinh trên viêm ruột thừa cấp. Về viêm ruột thừa có biến chứng ở trên thai kỳ thì nếu mà nghi ngờ có thủng ruột thừa thì nên mổ mở ngay lập tức phẫu thuật cắt ruột thừa và bơm rổ bụng rộng về cái ruột thừa mà có cái thành bao quanh thì ruột thừa là cái tình trạng ruột thừa đã vỡ nhưng mà được tạo thành bao xung quanh giới, làm giới hạn cái tình trạng nhiễm trùng thì nếu bệnh nhân thấy khỏe thì nên trì hoãn cho đến sau khi sinh. Cái bệnh nhân thấy khỏe thì mình đọc tài liệu thì mình chưa có thấy được cái người ta miêu tả cái bệnh nhân thấy khỏe là như thế nào thì mình xin em xin nhờ chị Nhung xíu giải đáp giùm em cái chỗ này ạ. Tiếp theo là nếu bệnh nhân có tình trạng nặng thì việc sinh con cho phép hồi sức sản phụ hiệu quả hơn và phục hồi nhanh hơn, lợi ích của người mẹ phải luôn được ưu tiên và đặt lên hàng đầu. Nếu có rỉ ổ đáng kể hoặc không chắc chắn về tình trạng sức sống của thai nhi thì nên được mổ lấy thai trong cùng một ca mổ. Corticoid cho sự trưởng thành của phổi thì có thể được sử dụng. Đây là một cái lưu đồ nói về quản lý của viêm ruột thừa trên thai kỳ. Thì nếu ở cái nhánh bên bên trái là cái viêm phúc mạc thì được khuyến cáo là nên phẫu thuật và kháng sinh đường tĩnh mạch. Người ta phân ra 3 mốc tuổi là nhỏ hơn 9 tuần, từ 9 đến 24 tuần và lớn hơn 24 tuần để theo dõi tình trạng thai nhi trong lúc phẫu thuật. Nếu mà nhỏ hơn 9 tuần thì không cần theo dõi monitoring. Từ 9 đến 24 tuần thì theo dõi monitoring thai, đánh giá tim thai trước và sau phẫu thuật. Còn lớn hơn 24 tuần thì nên theo dõi monitoring liên tục. Tiếp theo là cái nếu mà tình trạng viêm phúc mạc mà nó đơn thuần thì kháng sinh được ngưng sau phẫu thuật. Còn nếu mà có hoại thư thì là kháng sinh được duy trì đến 24 giờ sau phẫu thuật. Và nếu mà có tình trạng thủng thì kháng sinh được sử dụng cho đến khi hết sốt hoặc bạch cầu nhỏ hơn 10.000. Cây bên phải á, là cái tình trạng mà viêm ruột thừa nó được bao bọc bởi cái nang xung quanh, tức là nó có tình trạng giới hạn xung quanh thì sẽ cho kháng sinh được tính đường tĩnh mạch và theo dõi có thể được dẫn lưu cái ổ áp xe và theo dõi monitoring thai nhi nếu mà thai lớn hơn 24 tuần. Sau đó là nếu mà tình trạng bệnh nhân khỏe thì mình cho kháng sinh đường uống 1 đến 2 tuần và sẽ phẫu thuật sau khi sinh. Còn nếu mà tình trạng bệnh nhân mà xấu không cải thiện thì mình sẽ cho phẫu thuật giống như cái cây bên trái. Sau đây mình sẽ trình bày tiếp tục về các khuyến cáo của ACOG về cái phẫu thuật không liên quan đến sản trong thai kỳ. Thì ACOG người ta nói rằng không có tác nhân gây mê nào được sử dụng hiện nay chứng minh là có bất kỳ tác dụng gây có thai nào ở người sử dụng với nồng độ chuẩn ở bất kỳ tuổi thai nào. Cái khuyến cáo thứ hai là không có bằng chứng cho thấy thai phụ dùng thuốc gây mê hoặc thuốc an thần có bất kỳ ảnh hưởng nào đến não bộ đang phát triển của thai nhi. Cái khuyến cáo thứ ba là phụ nữ mang thai không được từ chối phẫu thuật về mặt y tế hoặc là hoãn phẫu thuật ở bất kỳ tam cá nguyệt nào vì điều này có thể ảnh hưởng xấu đến thai phụ và thai nhi. Cái khuyến cáo thứ tư là do
có khả năng sinh non với một số thủ thuật nên là cân nhắc sử dụng corticoid hỗ trợ phổi cho những bệnh nhân có tuổi thai non tháng có thể sống được. Thì cái tuổi thai sống được tức là tùy vào các quốc gia, thì ở Việt Nam mình là 24 tuần. Và những bệnh nhân này thì nên được theo dõi trong giai đoạn hậu phẫu để tìm các dấu hiệu hoặc triệu chứng của chuyển dạ sinh non. Cái khuyến cáo thứ năm là phụ nữ mang thai trải qua phẫu thuật không phải sản khoa thì nên được kiểm tra nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và nên được thực hiện bằng các biện pháp dự phòng. Cho em xin slide tiếp theo. Thì ACOG cũng khuyến cáo các hướng dẫn để theo dõi thai nhi trong phẫu thuật. Thì khuyến cáo thứ nhất là nếu thai nhi ở tuần 2 chưa thể sống sống được khi sinh ra thì thông thường chỉ cần xác định tim thai bằng Doppler trước và sau khi làm phẫu thuật. Còn khuyến cáo thứ hai là tối thiểu nếu mà thai nhi được coi là sống sót thì ở tuổi thai được sống sót khi mà sinh ra thì cần thực hiện đồng thời theo dõi tim thai và theo dõi cơn gò trước và sau khi làm phẫu thuật để đánh giá tình trạng sức khỏe của thai và đảm bảo là không có cơn gò. Và cái khuyến cáo thứ ba là ở mỗi trường hợp thực hiện phẫu thuật thì cần cần tiếp cận theo nhóm gồm có bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, bác sĩ sản khoa, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nhi khoa và điều dưỡng để đảm bảo an toàn tối ưu cho thai nhi và sản phụ. Bài trình bày của nhóm em đến đây là hết, thì không biết là chị và các bạn có thắc mắc hay là có góp ý gì cho bài của nhóm em ạ? Dạ xin mời trình ạ. Mời các bạn hỏi trước. Cảm ơn phần trình bày của nhóm bạn ạ. Mình có một cái có hai câu hỏi thắc mắc. Nhất là mình muốn thắc mắc là tại sao cái phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa nó lại gây ra tăng tỷ lệ sảy thai so với mổ hở. Thì mình biết thì phẫu thuật nội soi thì cái là cái can thiệp mà nó ít tác động lên cái tử cung hơn là so với mổ hở. Tại sao lại nó gây tăng tỷ lệ sảy thai? Thứ hai thì mình có một cái nhược điểm trong phẫu thuật nội soi thì bạn nói là ảnh hưởng của CO2 đối với thai nhi đang phát triển, thì không biết cái ảnh hưởng của khí CO2 mà khi trong phẫu thuật nội soi mà mình bơm vào ổ bụng thì nó ảnh hưởng gì và tại sao nó lại ảnh hưởng. Cảm ơn bạn nhóm bạn. Thì xin mời các bạn hỏi tiếp tục để, trong quá trình mình thảo luận để tìm ra câu trả lời ạ. Anh Sơn mới mở lại cái slide mà slide của em á, slide ảnh hưởng của đó, cái trên cùng có hai cái bảng á. Ở cái dưới nữa anh. Thì ở đây thì cái nghiên cứu này người ta thấy là cái phẫu thuật mổ nội soi nó ít tạo được biến chứng hơn là 16,2 so với 19,5 so với mổ mở. Và một số cái nghiên cứu khác nữa mình đọc được đó, thì là nó nói là cái tỷ lệ mà hai sự khác biệt giữa hai cái phương pháp này nó không có quá đáng kể do cái nó không có ý nghĩa thống kê nhiều. Còn cái này là có một cái này là có ý nghĩa thống kê, B nó nhỏ hơn 0,05 thì cái tỷ lệ nó cũng xem là 16 so với 19,5. Alo, nhưng sĩ ơi, cái phần này cũng cũng như cái này luôn, nhưng mà thư trình bày ở tầm slide 33 thì cái ý nó lại ngược lại luôn.
Thư thì nói là phẫu thuật nội soi thì nó lại gây ra là tỷ lệ sảy thai cao hơn cái mổ hở. Thì À. em đọc trong cái bài em đọc trong cái bài viêm ruột thừa trong cái quyển mà phẫu thuật không liên quan đến thai kỳ á, thì người ta nói rằng phẫu thuật nội soi thì nó làm trong các bài nghiên cứu á, thì cái phẫu thuật nội soi nó làm tăng nguy cơ sảy thai so với phẫu thuật mổ hở. Còn Alo Thư. Thư ơi, vậy mình muốn hỏi là cái những cái mà nghiên cứu mà Thư trình ở đây á, nó có đề cập đến cái đối tượng là sản phụ với tuổi thai như thế nào không? Tại cái việc mà mình quyết định mổ nội soi hay là mổ hở thì nó có liên quan đến cái tuổi thai không? Tại vì mình so sánh nó phải có cái đối tượng nó mới chính xác được. Mình theo mình đọc tài liệu á, thì cái phẫu thuật nội soi hay phẫu thuật mổ hở thì người ta không có ưu tiên phẫu thuật nào cho nhóm đối tượng nào. Tuy nhiên thì cái phẫu thuật nội soi hiện nay thì nó phát triển hơn, và người ta do cái ưu điểm của nội soi là nó làm nó có cái thời gian, anh cho nó anh quay lại cái slide ưu điểm của cái phẫu thuật nội soi giùm em ạ. Thì cái phẫu thuật nội soi ấy, nó có ưu điểm là nó cái phẫu trường mà mình quan sát được, khi mà mình đặt cái troca vô để mình quan sát đó, thì nó quan sát được rộng hơn, rồi cái giảm cái thời gian nằm viện và cái vết mổ nó nhỏ hơn nữa. Nên là hiện nay là người ta ưa thích cái phẫu thuật nội soi hơn. Tuy nhiên thì cái phẫu thuật nội soi thì cũng cần có kinh nghiệm để mình phẫu thuật. Chứ mình đọc trong các tài liệu thì người ta không có khuyến cáo là ở cái tuổi thai nào thì nên ưu tiên cái phương pháp nào hơn. Đấy là câu trả lời của mình, thì không biết bạn Lan Vy có đồng ý hay không ạ? Không, mình đâu có hỏi đâu. Ý của mình là các nghiên cứu của bạn này đọc quá thì nó có dựa trên cái nhóm đối tượng nào để mà nó so sánh hai cái phương pháp này với nhau hay không? Thì mình đọc cái mà không ưu tiên cái phương pháp phẫu thuật nào hơn á, là mình đọc trong William á, thì để mình gửi cái đoạn đó lên ạ. Rồi, để chị chốt lại phần này ha. Trong cái phần phương pháp phẫu thuật á, thì nó có một cái từ mà bạn dùng với nó hơi sát nghĩa quá. Là khi mà mình lựa chọn á, thì mình lựa chọn theo sở thích của bệnh nhân. Cái này có thể là em dịch ở trên William nó ra cái từ tiếng Anh nó vậy, nhưng mà mình phải dịch cho nó phù hợp với khoa mình ha. Không phải là theo sở thích mà là theo sự lựa chọn của bệnh nhân với những cái điều mà mình tư vấn ha, chứ đừng nói dùng từ theo sở thích. Thì cái phương pháp phẫu thuật thì mình phải trình bày cho bệnh nhân về những cái ưu và nhược điểm. Ngày nay thì phẫu thuật nội soi á, nó phát triển nhiều, và những cái ưu điểm về cái thời gian phẫu thuật và cái tỷ lệ đau sau mổ nó giảm đi rất nhiều. Nhưng mà mình vướng một cái là cái thai kỳ thì cái tử cung nó to, nó sẽ khó trong cái việc mà vào troca, thì có nguy cơ nó chạm vô cái tử cung. Thì lựa chọn của bệnh nhân á, là do mình tư vấn để mình phải nêu ra được những cái ưu nhược điểm của những cái hai phương pháp này. Nội soi thì nó giảm tỷ lệ đau này, giảm thoát vị hình bụng, giảm mất máu, giảm thời gian nằm viện. Tuy nhiên á, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân phải hít một cái lượng CO2, và một phần CO2 khi mình bơm vô ổ bụng á, thì nó sẽ thấm qua khoang hút mạng. Và nó làm tăng áp lực lên ổ bụng nên nó sẽ ảnh hưởng lên thai nhi một phần. Tuy nhiên những trường hợp thai nhỏ mình vẫn có thể mổ nội soi, giống như là những cái u buồng trứng trên thai á, thì mình vẫn mổ nội soi trong cái tâm có nguyện thứ hai được.
Còn tuy nhiên để mổ được đến thời điểm bao nhiêu tuần đó, thì phải tùy vào cái cơ quan, cái chỗ mà mình thực hiện cái phẫu thuật này, người ta mổ được đến bao nhiêu tuần theo cái tay nghề của phẫu thuật viên nữa. Nhưng mà chị thấy là khoảng 30 tuần người ta vẫn mổ được bằng phương pháp mổ nội soi. Ha, rồi trong phần trình bày thì tương đối đầy đủ, có dẫn chứng các tài liệu tham khảo trong sách và trong các guideline. Tuy nhiên một phần á là cái cơ chế gây sảy thai và sinh non á là tụi em chưa có được nhấn mạnh nhiều, mà em chỉ nói miệng thôi chứ không chưa có slide. Và cái phần khác biệt của viêm ruột thừa trên thai kỳ và viêm ruột thừa ở trên những cái đối tượng khác, những phụ nữ, nam giới vân vân, những đối tượng khác, thì nó gây ảnh hưởng lên thai là gây sảy thai, là sinh non và tăng cái tỷ lệ mà thai lưu trong bụng mẹ, thì cái này em nên lưu ý em trình bày kỹ hơn một cái phần này. Rồi những cái phần tác động qua lại thì mấy bạn đã đều nói rất là rõ rồi nên chị không lặp lại ha. Rồi một cái trường hợp á, chị đặt ra là những cái trường hợp mà viêm ruột thừa mà sản phụ đang chuyển dạ thì có nên mổ lấy thai cắt ruột thừa hay không? Trời ơi, một cái máy ra mà sao lại chân đi muốn lên vậy? Dạ thưa chị, thì em đọc trong trong sách đó thì người ta kêu là ở cái trường hợp mà chuyển dạ đang hoạt động thì người ta được chỉ hoãn cái việc phẫu thuật cắt ruột thừa và nên phẫu thuật sau khi sinh ạ. Nhưng mà viêm ruột thừa nó là một cái cấp cứu, thì cái việc trì hoãn đó nếu nó làm mà vỡ ruột thừa và dẫn đến cái viêm phúc mạc nhiễm trùng huyết á thì em sẽ trì hoãn được bao lâu? Dạ cái này thì em chưa có đọc được ạ. Thì Và chị giải cái đáp được thể không nào ạ? cũng thừa được. Ví dụ như viêm ruột thừa nó có là nhiều thể, viêm ruột thừa cấp này, viêm ruột vừa mà vỡ, viêm phúc mạc toàn thể hoặc là đám quánh ruột thừa, nó có là nhiều dạng của viêm ruột thừa. Thì cái trường hợp nào mình nên mổ luôn và trường hợp nào mà mình nên trì hoãn. Và câu hỏi của chị ấy là mình có nên mổ lấy thai khi mà mình cắt ruột thừa luôn hay không, hay là mình mổ ruột thừa xong rồi rồi mình đóng bụng lại, mình không làm gì cái thai hết, rồi sau đó bệnh nhân có thể sanh hoặc mổ lại thì tùy. Thì bệnh nhân sẽ đặt ra câu hỏi với mình đó, thì ví dụ như bây giờ bác sĩ tư vấn tôi là mổ ruột thừa nhưng cái thai kỳ của tôi đủ tháng và vợ tôi có dấu chuyển dạ, thì sẵn cái cuộc mổ đó bác sĩ mổ bắt em bé luôn được hay không? Đó là câu hỏi thực tế cho bệnh nhân đó. Thì em sẽ tư vấn một quyết định như thế nào trường hợp đó. Dạ thưa chị thì người ta khuyến cáo là không nên mổ lấy thai trong khi mà phẫu thuật cắt ruột thừa. Còn nếu mà cái tình huống chị đặt ra là bệnh nhân đủ 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 thai thai nhi là đủ tháng rồi mà bệnh nhân mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân muốn mổ luôn á thì mình mổ cũng được. Còn tức là mình sẽ nói cái ưu, mình tư vấn ưu và nhược điểm của cái mổ lấy thai cùng với cái lúc đó luôn á. Tức là mình không nên mổ mà mình sẽ tư vấn bệnh nhân theo cái hướng là không nên mổ, mình Dạ muốn bị dính đúng. không muốn mổ thì mình muốn mổ đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi. Như vậy thì vì sao không nên mổ lấy thai khi mà mổ ruột thừa? Khuyến cáo là vậy, nhưng mà theo em nghĩ vì sao mình lại không nên như vậy? Dạ,
Dạ thưa chị, thì em chưa có đọc được cái tài liệu nào chính xác nói về tại sao không nên mổ, nhưng mà theo em nghĩ thì bệnh nhân đã trải qua một cái stress về cái mổ ruột thừa rồi mà bệnh nhân lại phải trải qua thêm một cái stress nữa để sanh nữa, thì tức là hai cái stress cộng lại thì nó có thể quá sức với bệnh nhân và nó làm tăng cái nguy cơ cho bệnh nhân hơn à. Chị thấy có mấy bạn trong lớp giơ tay này để mấy bạn phát biểu. Alo, dạ chị, theo ý của em á, thì em nghĩ là thứ nhất là cái đường đường vào của cái mổ hở mổ ruột thừa là đường vào nó khác với cái mình mổ lấy thai. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là em nghĩ là nếu mà mổ ruột thừa thì có khả năng là chạm và làm vỡ ruột thừa thì nó sẽ có thể là gây viêm cái phúc mạc nữa. Nếu mà mình mổ lấy thai thì có khả năng là sẽ dẫn đến cái nhiễm trùng cho thai luôn. Nên là không nên mổ cùng lúc. À, hai lý do em nghĩ là. Bạn Huyền Trâm giơ tay nè. Tại vì ban đầu em không có đồng tình lắm với cái chỗ Thư nói là không nên có hai stress chung một đợt phẫu thuật. Tại vì cũng có những cái trường hợp mà người ta đang mổ lấy thai, người ta cũng có khả năng bóc khối u thì nó cũng là cái stress cùng một lúc người ta vẫn sẽ làm. Nên là nghĩa là cái chuyện mà hai cái stress cùng một lúc cũng không hẳn là lý do để người ta không phẫu thuật. Còn nếu mà lý do tại sao thì em nghĩ hơi hơi giống cái hướng của bạn Vi, cũng là do cái ruột thừa nó đã làm cái khối viêm tại chỗ rồi. Mình còn phẫu thuật, mình cắt cái tử cung, mình mổ với thai là mình lại xẻ một cái đường nữa ở trên tử cung, nó sẽ có cái đường hở, cái vi trùng từ cái chỗ ruột thừa nó có khả năng đi theo cái đường hở đó, nó gây viêm, gây nhiễm trùng cái tử cung. Rồi đúng rồi. Về cái đường mổ thì mình có thể thay đổi, cái đường mổ không phải là cái lý do chính. Tại vì khi mình mổ lấy thai thì cái đường mổ nó cũng ngang cái đường đó, người ta vẫn có thể mổ ruột thừa, cắt ruột thừa khi mà người ta mổ lấy thai được. Tuy nhiên cái vấn đề chính là cái vấn đề nhiễm trùng. Tại vì cái ruột thừa là một cái, khi mà nó viêm á, nó sẽ đi kèm với những cái chất gây viêm mà có thể là có phân ở trong đó nữa. Nên khi mà mình mổ á, nó sẽ gây nhiễm trùng. Nếu mà là mình đỡ làm bể nó trong quá trình phẫu thuật này, hoặc là cái ruột thừa mình vô mổ nó đã bị bể sẵn rồi, nó sẽ gây viêm phúc mạc, và khi mổ lấy thai là một cái phẫu thuật sạch thì nó sẽ gây nguy cơ gây nhiễm trùng hậu phẫu, gây nhiễm trùng vết mổ cơ cùng của mình, nhiễm trùng phúc mạc và nhiễm trùng thành bụng đó. Nên là mình hạn chế nhất cái tình trạng mình mổ lấy thai khi mà viêm ruột thừa và mình cắt phải cắt ruột thừa, trừ trường hợp là bệnh nhân có chỉ định, bệnh nhân mổ lấy thai mà vô tình là mình phát hiện bệnh nhân bị viêm ruột thừa ha. Tại vì cái vấn đề mà chẩn đoán ra được viêm ruột thừa trong thai kỳ là một cái vấn đề rất là khó. Về những cái triệu chứng nó bị che lấp bởi cái triệu chứng của thai kỳ. Như bạn trình bày ấy, những cái triệu chứng là sốt nè, đau bụng một phần trên bên phải, bạch cầu tăng ha. Nhưng trong thai kỳ những cái triệu chứng đó hoàn toàn là có thể là bình thường mà không có gặp được. Mấy bạn nghe chị nói không? Alo? Dạ nghe chị ơi. Nên là có rất là nhiều trường hợp á, chị đã gặp là mình chẩn đoán không có ra, về những cái triệu chứng nó mơ hồ và cái vị trí thay đổi trên siêu âm khiến cho bác sĩ siêu âm người ta không có tìm được những cái hình ảnh rõ ràng trên siêu âm như vậy. Và mình phải nghĩ đến thì mình mới có chỉ định cho bệnh nhân chụp MRI, chứ đâu có tự nhiên mà đưa bệnh nhân đi chụp MRI, đúng không? Phải có cái gì gợi ý thì mình mới đưa bệnh nhân đi chụp MRI. Những triệu chứng lâm sàng thì nó rất là mơ hồ, về đau bụng, nôn ói, mình phải tìm phản ứng hình bụng mới có, chứ đa số người ta nhập viện chỉ vì người ta đau bụng, mà người ta sẽ nhầm với cái cuộc đau bụng của chuyển dạ là một. Thứ hai là bệnh nhân sẽ vô cái rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân nôn ói, tiêu chảy, sốt thì hiếm lắm,
lâu lâu mới có. Và cái việc bạch cầu á, là trong thai kỳ á, có thể bạch cầu nó tăng tới 15.000 là bình thường, và có thể nó không tăng luôn. Nên cái việc chẩn đoán đa rất là khó rồi. Nên là những, tại sao chị nhắc cái trường hợp này, là có những trường hợp á, khi mình mổ lấy thai á, mình vô tình mình phát hiện một thừa nước viêm trên những cái trường hợp là bệnh nhân sốt không có rõ nguyên nhân, còn mình nghi ngờ cái nhiễm trùng ối, nhưng mà thật ra không phải nhiễm trùng ối mà là viêm một thừa. Những trường hợp này đã gặp rồi. Và cái vấn đề hậu phẫu là một vấn đề cũng vô cùng quan trọng. Nếu mà thai kỳ nhỏ nha, tức là những cái thai nhỏ dưới khả năng nuôi sống đó, thì nó sẽ có nguy cơ sảy thai sanh non. Thì rất tiếc là cái cơ chế này thì tụi em đã không có nói rõ. Rồi nếu mà thai kỳ đã đủ tháng rồi á, thì nó sẽ có nguy cơ là nó gây vô một cái rối loạn nhiễm trùng sau cái hậu phẫu á, gây vì những cái hóc môn, những cái chất mà nó tiết ra do prostaglandin này, cytokine này, nó gây bệnh nhân vô chuyển dạ. Vì thế nên những cái, nếu mà thai nó non tháng không có nuôi sống, những cái trường hợp thai non tháng nha, thì em phải chủ động cho thuốc giảm gò. Và nếu mà mình phải theo dõi sát những dấu hiệu chuyển dạ của bệnh nhân sau đó để mình kịp thời mình can thiệp nha. Rồi viêm ruột thừa thì mình chỉ cần nhớ một số điểm lưu ý như vậy thôi. Mấy bạn có hỏi thắc mắc gì nữa không? Và cái người mổ viêm ruột thừa thì là bác sĩ ngoại ha, chứ không phải bác sĩ sản. Người ta sẽ mời mình qua bác sĩ sản qua để phối hợp cái điều trị phía sau, điều trị khi mà theo dõi quá trình hậu phẫu á. Mà cái người thường, cái người mà chẩn đoán ra là phải là bác sĩ sản. Cái vấn đề nó khó là vậy, tại vì người ta sẽ không đến khoa ngoại tổng quát nên người ta nói bác sĩ tôi bị viêm ruột thừa đâu, mà người ta sẽ đến khoa sản, người ta khám về những cái triệu chứng của đau bụng, của sốt khi mang thai, hoặc là của triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nôn ói, tiêu chảy, và mình phải chẩn đoán ra và mình mời bên kia qua để có thể hỗ trợ cái việc chẩn đoán xác định về điều trị. Rồi, nếu mà mình cái tuổi mà nói đi cái em. Tuổi mà mình có thể còn mổ nội soi được là tới tuổi thai bao nhiêu đó chị? Cái này thay đổi tùy thuộc vào bệnh viện ha. Thì cái ca mà tuổi thai lớn mà chị gặp được ở bệnh viện bình dân, người ta vẫn mổ là 32 tuần. Còn không biết là sau này thì nó có phát triển hơn, nó mổ được cái tuổi thai lớn hơn nữa thì chưa biết. Nhưng mà cái ca mà chị gặp mà lớn nhất là bên kia, nó người ta vẫn nhận mổ nội soi là 32 tuần. Tùy theo cái đơn vị mà mổ, người ta có đảm bảo được, người ta mổ được, người ta vô chu ca, người ta mổ được bao nhiêu tuần hả? Và trong quá trình mổ thì khi mà cái đôi dụng cụ vô, nó có nguy cơ nó chạm phải tử cung. Ngoài những cơ chế mà nó tiết những cái chất gây viêm đó, nó gây vô chuyển dạ, thì cái việc mà khi mà mình đụng chạm, khi mình mổ tử cung, mình mổ lấy ruột thừa, mình sẽ chạm vô cái thân tử cung á, thì nó cũng sẽ gây kích thích vô chuyển dạ một phần nữa. Nên là có thể những cái nghiên cứu khác nhau á, nó sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau của cửa cái hiệu mổ nội soi với mổ hở. Nó tùy thuộc rất là nhiều yếu tố về cái tuổi thai nè, về cái cơ sở mà mổ cho mình, về cái thiết kế nghiên cứu đó nữa, nó có phân nhóm ra hay không, và nó khác biệt là có ý nghĩa thống kê hay không nữa. Nó nhiều cái lắm. Nên là không có cái hiệp hội nào phải đưa ra một con số cụ thể là bao nhiêu tuần là em nên mổ nội soi, bao nhiêu tuần là em nên mổ hở. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Như vậy thì cũng trễ rồi. Mình kết thúc buổi học ở đây hôm nay ha. Rồi chiều thì em học tiếp với anh Thanh cái ba hai cái bệnh lý thai kỳ còn lại ha. Nói chung là hai nhóm trình hôm nay trình cũng khá tốt. Cái nhóm trình này nếu mà mình có thêm một cái phần cơ chế nữa thì nó tốt hơn. Tuy nhiên thì cái phần chuẩn bị cũng khá là chu đáo. Rồi, lớp cũng tham gia đầy đủ, có đặt câu hỏi. Rồi nhóm liên hệ với hai cái bạn học lại coi là có biết cái thông tin giờ buổi học hay không, thì chiều mấy anh chị đã vô học cho nó đúng giờ ha, chứ đã vô học trễ rồi còn bỏ buổi nữa. Rồi thì chào các bạn ha. Chào chị ạ. Chúc các bạn thi tốt, và có thể là mình sắp sẽ được đi lâm sàng trở lại rồi. Đó.
Nhưng mà lúc mà các bạn đang lâm sàng thì chắc là chị nghỉ hậu sản rồi nên là chị không có thể hướng dẫn các bạn được. Hiện tại chị đang ở phòng xanh. À, trước đây thì chị sẽ nghe. Rồi. Rồi, chào cả lớp ha.